Hôm nay tiếp tục thanh lý điện thoại cũ giá từ hơn 2 triệu người. Thì đầu tiên á sẽ là iPhone 13 Pro Max nha. iPhone 13 Pro mọi người. Đây là iPhone 13 Pro nha. Đó. Giá con này em sẽ bán giá là 24.999.000 nha mọi người. Con này thì màu gold nha. Máy cũng còn khá đẹp mọi người. Đây, màu gold. Đây, em sẽ quay ngoại hình cho mọi người xem. 24.990. Đó. iPhone 13 Pro mọi người. Đó, iPhone 13 Pro đây. iPhone 13 Pro nha. Đó. Đây là sao pin 100% mọi người. Pin con này còn 100% nha, iPhone 13 Pro. Đó. Và con này bên em bán thì có hộ giấy gấp không cần giấy trước người. Chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân với khẩu trên 18 tuổi và không là xấu nha. Đó, iPhone 13 Pro. Đây. Đó, 13 Pro rồi mọi người. 128GB. Con này là mã hàng nha. Mã hàng bây giờ chụp hình cũng không nghe tiếng người, cũng như mã Mỹ bình thường thôi. Đó. Ok. Ngoại hình thì khoảng 99% nha. 24.990.000. Đó. 13 Pro. Màu gold rất là đẹp luôn nha mọi người. Máy còn khá đẹp nha. Đó, máy còn khá đẹp mọi người. Đó. Ok. Tiếp theo á sẽ là iPhone 13 màu hồng. Đây. Con này thì có dán BBS nguyên một cây, nguyên một con rồi. Đó, máy thì đẹp 99% nha. Con này đã dán BBS rồi. iPhone 13 màu hồng. À, bên em bán gấp phải đến trực tiếp cửa hàng mới được nha mọi người. Bán gấp phải đến trực tiếp cửa hàng mới được nha. Đó. Đây mọi người thấy không? Dán BBS hết nguyên một máy nha. Máy còn đẹp 99% rồi. iPhone 13 màu hồng rồi. 19.600.000 nha. 19.600.000 con này cũng pin 100%. Mấy con này đa số còn bảo hành dài rồi. Đó, con này bảo hành dài nha, con này mã VN luôn. Mã Việt Nam chính hãng rồi. Con này có hộp luôn nha. Đó có hộp nha mọi người. Ok. Phải mã VN 128GB quốc tế rồi. Bên em bán thì bảo hành 3 tháng 101 và bảo hành quốc tế trọn đời nha mọi người. Đó, bảo hành quốc tế trọn đời nha. 19.600 rồi. Đó, 19.600. Đó. Tiếp theo sẽ là iPhone 12 Pro. Này iPhone 12 Pro rồi. Con này là iPhone 12 Pro 256GB nha. iPhone 12 Pro 256GB. Con này sẽ bán giá là 18.900 rồi. iPhone 12 Pro 256GB 18.900 nha. Nó cũng là màu gold luôn. Máy cũng còn khoảng 98-99%. 18.990. Đó. Máy còn khá đẹp nha mọi người. Quốc tế nha. Bao nguyên zin nha mọi người. Cái này quốc tế nha. Bảo hành 3 tháng 101 nha mọi người. Đó, iPhone 12 Pro 256GB. Màu gold. 18.990. Đây, quốc tế rồi. Đây, iPhone 12 Pro nè. 256GB rồi. Màu gold. Đó. Pin con này thì còn hấp rồi. Đó, pin còn 85 thôi nha. Bên em thì có sao báo vậy rồi. Đó. 18.990. Và địa chỉ của mình là 254 Mai Đặng Húc Liên, phường 5, quận 8 nha mọi người. Tiếp sẽ là iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max người, màu đen. Đây, iPhone 12 Pro Max. Con này cũng mã hàng luôn. 256GB luôn nha mọi người. 256GB mã hàng, màu đen. Đó, con này thì pin 88 thôi. Pin còn 88 rồi. iPhone 12 Pro Max. Giá bán là 23.600.000 nha. 23.600.000, 256GB người. Quốc tế nha. 256GB quốc tế. Ở tỉnh phải đến bên em không có hỗ trợ trả góp ở xa rồi. Bên em chỉ hỗ trợ trả góp lại trực tiếp cửa hàng mới được nha. Thì mấy người ở tỉnh đa số là khách ở tỉnh người ta lên người ta đến cửa hàng trực tiếp người ta mua nha mọi người. Nên bên em không hỗ trợ trả góp online nha. Nên mọi người thông cảm giúp em nha. Đó, mọi người muốn mua góp phải đến cửa hàng trực tiếp bên em mới được mọi người. Đó. iPhone 12 Pro Max. 26GB, pin 88, giá bán là 23.600.000 người. 23.600.000 nha. Đó. Tiếp theo sẽ là Samsung S21 Plus 5G người. Samsung S21 Plus 5G con này bản 2 SIM nha. Chính hãng nha người. Còn lại 58 mẫu 128GB, màn hình là tần số quét 120Hz nha. Kích thước màn hình á là 6.8 inch người, còn là 6.8 inch nha. Con này thì màu viền thì màu đồng, máy màu tím nha người, lưng thì màu tím nha. Máy cũng còn khá đẹp nha người. 11.800. 11.800 người. Đó, máy còn khá đẹp nha người. Ok chưa? 11.800 nha. Samsung S21 Plus 5G. Đó, mấy con này thì bên em bán thì hỗ trợ trả góp không cần trả trước người. Và bên em cũng có ship code toàn quốc nha. Cho mọi người xem hàng trước khi thanh toán người. Xem hàng trước khi thanh toán nha. Đó. Còn đây là Samsung S21 Ultra, Samsung S21 Ultra người. Đó. Này, con này thì còn hợp luôn nha. Còn hợp của nó còn hợp luôn nha người. Máy thì đẹp khoảng gần như 99 nha. Con này thì màu bạc người. Đây là màu bạc nha. S21 Ultra 5G. 16.8. 16.8 người, con này bản 2 SIM chính hãng nha. 16.8 nha người. Đó. Ok. 16.8 nha. Máy còn khá đẹp luôn. Tiếp theo là iPhone 11 Pro. 11 Pro thì có một cái màu đen pin 94 mọi người. 11.999.000. Đó, 11.999.000. 64GB con này thì mã Mỹ nè.
Đó, con này pin cao, pin 94. Đó, pin 94 mọi người. Pin 94 nha. 11 triệu 999 ngàn. Còn màu xanh á thì pin 8 mấy thôi mọi người. Này pin 86 nè. Không chỉ có một cây màu đen thôi nha mọi người. Đây, cũng là mã Mỹ luôn. Cũng là mã Mỹ luôn nha mọi người. Pin 86%. Đó. 11 triệu 999 ngàn nha. Đó, 11 triệu 999 ngàn. Hôm qua em mới mua ốp 15G máy tốt lắm nha anh, chúc anh được nhiều khách nhé. Mọi người những cái ủng hộ uy tín lắm nha. Ok, anh cảm ơn anh Huy Hoàng Vlog nha. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều nha mọi người. Tiếp theo là Redmi Note 9S. Redmi Note 9S người. Đây. Còn là Redmi Note 9S nha. Con này sẽ là RAM 6 128GB. RAM 6 128GB người. Con này thì màu xanh nha. 3.450. 3.450 người. RAM 6 128GB, máy đẹp 99%. Đó. 3.450 người. Đó. Redmi Note 9S 3.950. 3.490 à 3.450. Là Samsung Note 10 Lite. Đây là Samsung Note 10 Lite người, con này RAM 8 128GB nha. Đó, RAM 8 128GB, con này cũng có cái bút F-Pen người. Này. Dòng này cũng có cái bút nữa nha. Samsung Note 10 Lite con này bản chính hãng người. Note 10 Lite là bản chính hãng nha. Sẽ được sử dụng được 2 SIM. Đó. 3 camera sao người. Giá bán là 5.450. 5.450 người. Mọi người chốt hàng người nhắn vào Zalo 0774696883 giúp em nha. Gọi là Samsung A71 người. Samsung A71 4.850, con này RAM 8 128GB người. A71 màu bạc nha, 4.850. Đó. Máy cũng còn khá đẹp người, khoảng 98 nha. Đó, màu bạc luôn người. Hai SIM chính hãng, RAM 8 128GB. Con này pin 4.500 người. Pin con này là 4.500 nha. Đó, RAM 8 128GB. Samsung A71 4.850. Còn đây là Oppo Reno 4 gồm người. Oppo Reno 4 gồm, con này màn hình cong và có vân tay nằm trong màn hình nha. RAM 8 128GB, chạy con chip sẽ gần là 720G. Đó. Giá bán là 5.250. Oppo Reno 4 gồm nha. 5.250. Tiếp theo sẽ là K20. K20 mọi người. Này. K20 chạy gum 19 tơ nha. Đó, RAM 6 128GB, con này cam ga hộp họ người. Đó, cam ga hộp họ nha. Màn hình là OLED người. Cam ga hộp lên hộp xuống nha. RAM 6 128GB, con này chạy chip sẽ gần là 730 nha người. Giá bán là 3.2 triệu nha. 3.2 triệu người. K20 nha. K20 chạy gum 19 tơ người. Đó, 3.2 triệu. 3.2 triệu nha người. Máy thì còn khoảng 97% nha, cũng có chấm li ti người. Mọi người thấy không? Cũng có chấm li ti nha. Tiếp theo sẽ là iPhone 12 màu đỏ người. iPhone 12 màu đỏ pin 9, con này pin 97 người. Con này pin cao nè, con này mã VN luôn. iPhone 12 nè mọi người, nãy có ai hỏi iPhone 12 mọi người cho em 1 chấm một lượt chia sẻ nha. Em cảm ơn mọi người đang xem like của em nha mọi người. 1000 người, 1500 người đang xem rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Đây, iPhone 12 màu đỏ pin 97 người. Đó. Pin 97 nha. Mã VN người, 128GB quốc tế. Giá bán là 15.700.000 người. Này, ngoại hình cũng khoảng đó, ngoại hình cũng còn khá đẹp người. Gần như 99 luôn, chỉ bị chấm đi tiên ngay cái viền camera người thấy không? Đó, cái viền camera thì bị chấm nè. Mấy camera lòi sẽ bị hay bị chấm li ti gần giống trong cái viền lắm người. Giá bán là 15.700.000 nha. Máy thì còn rất là đẹp người. Máy còn khá đẹp nha. Đó, còn khá đẹp lắm người. Ok chưa? Mã VN luôn. Đó. Mã VN nha mọi người, 15.700.000. Tiếp sẽ là iPhone XG. iPhone XG mọi người. Con này pin 87 nha. iPhone XG pin 87 mọi người. Đó, iPhone XG pin 87. 64GB. 7.3 triệu. 7.3 triệu mọi người. 7.3 triệu nha. Tiếp theo sẽ là đây. iPhone 11. Em nhắn tin không ai ghép hết, Nguyễn Tấn Phát. Anh nhắn vào Zalo 0774696883 giúp em nha. Tại vì Zalo bên em có nhân viên chat thường xuyên không người. Nhiều lúc fanpage nhiều người nhắn quá bên em trả lời không kịp nên mọi người cũng thông cảm nha. iPhone 11 64GB 10.3. 128GB là 1.300 người. iPhone 11 nha, quốc tế nha người. Quốc tế nha. iPhone 12 bán giá là 15.700.000, 128GB người. Còn đây iPhone XS. XS giá còn hôm nay còn là 7.200.000 người. iPhone XS 64GB quốc tế mã Mỹ nha. Này, có mã Mỹ và mã Hàn, đa số là mã Mỹ nhiều mọi người. Đó, 64GB quốc tế nè. Pin con này thì còn 84 mọi người. Pin 84.
Có con này pin 93 thì cái kính nó hơi xước nha mọi người. Đó, con này pin 93 thì nó hơi xước nha. Đó. Vỏ nó hơi cứng nha mọi người. Pin 93 thì vỏ nó hơi cứng xíu. Đó. Này pin 93. Này. Mã Mỹ nha mọi người, pin 93. Giá bán là 7.250. Em có màu đen nữa nha mọi người. Có màu đen nữa nha. Đây, màu đen nè. Màu đen 7.2 luôn. 7.2 hết nha mọi người. Bên em không có tách lát mọi người. Anh Hoàng Tiến. Anh nhắn vào Zalo 0774696883 mọi người. Mọi người nhắn vào Zalo bên kia bên em không có trả lời được nên mọi người chỉ nhắn vào Zalo đó thôi. Chốt hàng thì mọi người nhắn vào Zalo 0774696883 giúp em nha. Tại Zalo đó thì bên em sẽ thường xuyên trả lời hơn. Còn hai cái Zalo kia bên em ít trả lời lắm mọi người. Tại vì một cái trả lời không kịp mọi người. Còn đây là Samsung Note 10 Plus. Giá hôm nay còn là 7.650 mọi người. Note 10 Plus 5G nha. Đây. Note 10 Plus 5G. Màn hình là 6.8 inch, có dưng tay nằm trong màn hình người. Màn hình độ phân giải là hai cái cộng nha. Note 10 Plus 5G. Đó, RAM 12GB, bộ nhớ là 26GB người. Đây là màu đa sắc nè. 7.650 nha, màu đa sắc nè người. Còn đây màu đen. Nó màu đen nha. Đây màu xanh. Nó màu xanh nè người. Màu xanh, còn cuối cùng là màu trắng nha. Nó bốn màu nha người. Nó một bốn màu nha, 7.650. Note 10 Plus 5G 7.650 người. Đây Note 10 5G. Còn là Samsung Note 10 5G người. Note 10 5G cũng là RAM 12 bộ nhớ 26GB, màn hình là 6.3 inch thôi. Độ phân giải màn hình là Full HD cộng rồi. Đó, Full HD LED nha. Giá bán là 6.2. Em có màu đa sắc, màu hồng, màu đen nha mọi người. Đây, màu hồng với màu đen đó nha. Tiếp theo sẽ là iPhone 8. iPhone 8 nha, giá bán là 3.950 iPhone 8 nha. Còn đây hệ pin 85. 3.950 mọi người. iPhone 8 64GB quốc tế. Note 10 Plus 5G còn mà nhắn tin hỏi thì nói hết. Note 10 Plus em còn nhiều lắm mọi người. Chắc anh nhắn nhân viên trả lời nhầm mọi người nên thông cảm giúp em nha. Tại vì anh nhắn lại Zalo 0774696883 giúp em nha. Note 10 Plus em còn nhiều lắm. iPhone SE 2020 bên em hết hàng nha. Đây iPhone 7 Plus, iPhone 7 không mọi người. 32GB là 2.9, còn 128GB là 3.350. 11 bộ gồ thì có 26GB đúng rồi. 13.300, con này pin 98 nha, màu trắng. Pin 98 màu trắng rồi. 11 bao gồm 13.300. Tiếp theo là iPhone 12. iPhone 12 còn nhiều rồi. 15.700. iPhone 12. Máy lút 128GB người. Giá bán là 5.100.000 nha. Máy lút 128GB 5.100.000. Tiếp theo là Vivo mọi người. V20 con này găm 828GB 4.3. Em có màu đen và màu tím mọi người. Samsung S10 5G 6.2 mọi người. S10 5G 6.2 nha. 512GB mọi người. Là 512GB nha. Bên em có ship có toàn quốc mọi người. Cho xem hàng trước khi thanh toán nha. Bạn Minh, bên em ship có toàn quốc mọi người. Cho xem hàng trước khi thanh toán luôn. Oppo A55 3.7 nha. Oppo A55 3.7 mọi người. Đó. Oppo A55 nha. RAM 64GB 3.7. RAM ra là 50 megapixel rồi. S10 Lite 6.3, chip sẽ gần 855 rồi. Bản 2 sim. Samsung A25G 4.650. Con này RAM 8 rồi. 128GB, pin 5000 nha, 4.650 có hộ cho 5G. 11 con mắt thì chắc ngày mai bên em mới có hàng nha. Giá bán là 4.6, 11 con mắt. LG V50S. Giá bán là 3.8 rồi. 3.8 mà. Người đang xem live người cho 1.1 lượt chia sẻ người. Đó. LCV50S chip Seagull 855, RAM 8 26GB. Z Fold 2 người, 19.400. Samsung Galaxy Z Fold 2 19.400. Con này màn hình gập nha. Đó. Màn hình tần số quét 120Hz luôn người. Đó. Đây là Z Fold 1 người, 13.300, Z Fold 1. Samsung Galaxy S6 em không có hàng nha anh Nguyễn. À, Nguyễn Hương ơi. Samsung Galaxy S6 cái dòng đó hấp quá rồi, bên em không kinh doanh nữa nha. Còn đây là PC3XL, giá bán là 29 người. Con này chạy chip sẽ là gần 845 nha. Đó, chip 845 người, RAM 464GB, màn hình độ phân giải là 2K. 2.9. Redmi 9T 3.6 người, RAM 628GB. Con này pin 5000. Oppo Reno 6Z 5G nha. 6.050, con này chạy con chip Dimensity hình như 900.
có hỗ trợ 5G. Samsung S20 Plus chip Snapdragon 865 rồi. Màn hình 120Hz 12GB, bộ nhớ là 26GB. S20 Plus nha. Đó. S20 Plus 5G, con này bản hàng nha mọi người, bản hàng chip Snapdragon 865 nha. Đó. Giá bán là 8.8 triệu. Em còn một cây cuối cùng thôi. Sony Xperia 1 mọi người. Xperia 1 hôm nay giảm giá mọi người. Giảm giá còn có 3 triệu rưỡi thôi nha. RAM 664GB chip Snapdragon 855 rồi. 3 triệu rưỡi nha. Sony Xperia 1, con này bảo hành bao test 1 tuần thôi. Samsung M32 4.650. M32 rồi, Bigam 8. Oppo A53 3.2 rồi. Con này RAM 4 nha. LG G8 RAM 6 128GB, chạy chip Snapdragon 855 rồi. Giá bán là 3.550, màu đỏ, máy đẹp 99 nha. Oppo Reno F, con này 3.8 rồi. Đó, con này 3.8 nha. RAM 8 128GB, màn hình là AMOLED rồi, có vân tay nằm trong màn hình luôn nha. Màu trắng. Anh nhắn Zalo 0774696883 nha mọi người. Bên em sẽ chat từ dưới lên mọi người, tại vì nhiều quá bên em không chat kịp nên mọi người thông cảm nha. Bên sẽ chat từ từ cho mọi người. Có phone nào em không có hàng nhanh Minh Chí ơi. Có phone nào em khó hàng rồi nha. Là Samsung A52 6.1 triệu. Oppo A31 mọi người 2.7 triệu nha. Oppo A31 2.7 triệu. LG V30 2.1 triệu người, RAM 464GB chip và 835, màn hình độ phân giải là 2K rồi. Đó. Samsung A51 RAM 628GB 3.8 triệu nha. 3.8 triệu người. Oppo A15s 3.1 triệu người. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Oppo A15s. Samsung M51 5.750, Samsung M51 nha. RAM 828GB, con này pin 7.000 rồi. Redmi Note 9 Pro 3.550, RAM 628GB. Này Oppo A53 báo rồi. Đây là Realme C25i người, 3.2 triệu. Realme C25i nha. 11 con mắt thì em bán giá là 4.664GB nha bạn. GM Nguyễn Mi 11T 7.500 người. Con này bảo hành dài nha. LG V60 4.9, con này màn lưu ảnh rồi. Con này lưu ảnh nha. Mọi người chỉnh lên tối mọi người xài nha. Samsung S9 Plus 3.8. S9 Plus 3.8 chip là 845. Chip 845 rồi. Đây là Oppo F11 Pro 3.150. RAM 628GB. Samsung Note 20 bản Mỹ rồi, 11.400. Chip là 865, có hỗ trợ 5G nha. Còn nó thay mua cha 15.500. Bản hàng chip 865 rồi. OnLoot 9G RAM 828GB, màn hình tần số quét 120Hz rồi. Giá bán là 7.9 triệu nha. OnLoot 9G máy đẹp 99. 7.9 triệu rồi. 7.9 triệu nha. OnLoot 9G chip là 870. Con này chip thì không quá nhiệt nha người. Máy thì rất là ok luôn, đẹp 99%, đẹp keng. Màn hình 120Hz rồi. RAM 828GB, chip 870, 7.9 triệu. Samsung A5s 7.5 triệu người. Samsung A80 4.6 triệu nha. A80 là 4.6 triệu người. A80 4.6 triệu. Realme X2 Pro 4.9 triệu. Redmi 9T 2.850 triệu người. Mi 10T gồm mọi người 6.7 triệu nha, chip 865, màn hình 144Hz người. 6.7 triệu. Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro chứ người, RAM 8, 8.8 triệu, chip là 888 rồi. iPhone 11 con này màn hình đóng, con này báo mã màn rồi. Giá bán là 8.5 triệu nha. 8.5 triệu không người. Báo mã màn nha, con này đã hai màn hình rồi mọi người, nhưng màn hình của màn hình zin của máy khác gắn qua nha. Đây, em sẽ cho mọi người xem. Đó, sẽ báo không quan trọng về màn hình rồi. Con này mã ZA nha, hai sim. Đó, 128GB. 128GB rồi. Màu xanh min. Pin 84 nha. Con này thì vỏ hơi khoảng 97% thôi. Giá bán là 8.5 triệu. Quốc tế rồi, màn hình zin nha. Ok, thì cảm ơn mọi người xem buổi livestream nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.